Sống trên núi cao hiểm trở, đường xá không thuận lợi, gây ra nhiều khó khăn với những người Dao của xóm Rạc Rậy, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng của tỉnh Cao Bằng. Ấy vậy mà nửa năm trở lại đây, cuộc sống của họ đã trở nên dễ dàng hơn khi có một con đường xuyên qua núi. Con đường được mở ra phải kể đến tinh thần tiên phong đi đầu của người bí thư chi bộ xóm. Ông đã tập hợp bà con cùng quyết tâm đồng lòng phá đá mở đường để thay đổi đời sống của người dân ở nơi đây. Bà Trịnh Thị Sai gần 70 tuổi, cả cuộc đời bà sống ở trên đỉnh núi. Người chồng của bà bị cấp cứu, dân bản phải cõng ông trong đêm, vượt núi để đến bệnh viện. Nhưng do con đường khó khăn, cách trở, chồng bà đã bị tử vong trên đường đến bệnh viện. Nếu có con đường đi lại dễ, thì ông của cháu đã kịp đến bệnh viện, đã được cứu chữa. Bây giờ bà chỉ mong xóm có một con đường để các cháu đi học cho nó dễ dàng. Và để thực hiện được, người đứng đầu và có uy tín trong xóm đứng ra tập hợp bà con là rất quan trọng. Người đó không ai khác, đó là những người đảng viên tiên phong. Họ là chỗ dựa, là người đưa đường chỉ lối cho bà con. Tần đai họp đâu, mục kỳ làm tâu, giờ hưu tài làn họp đâu, họp bà con xeo cao đâu. Thưa bà con, như chúng ta đã biết, xóm chúng ta chưa có con đường nên đi lại rất vất vả khó khăn. Mấy lần họp trước chúng ta đã bàn việc tự mở con đường. Hôm nay tôi triệu tập bà con họp một lần nữa để thống nhất. Trong quá trình làm, bà con gặp không ít khó khăn vì vực sâu, núi cao, có đoạn chỉ vài mét nhưng phải làm gần nửa tháng mới hoàn thành. Người ít, nhất là mùa vụ, bà con phải tranh thủ làm việc nhà từ tờ mờ sáng. Xong việc cả xóm tranh thủ tập trung ra làm đường. Khó khăn là vậy, nhưng vì ước mơ cháy bỏng của bà con nơi đây là sớm có con đường thuận lợi hơn khi xuống chợ, khi không may phải đến bệnh viện, đặc biệt là thuận tiện cho trẻ nhỏ đi học chữ. Nếu làm được con đường này, không chỉ 12 hộ chúng tôi được hưởng lợi, mà bà con các xóm xung quanh gần 200 hộ cũng sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Con đường đã hoàn thành, thay vì phải leo núi vài giờ đồng hồ đến xã hay đi chợ, thời gian đi lại của bà con đã được rút ngắn. 12 hộ dân đã sắm xe máy để vận chuyển nông sản xuống chợ, đưa con cháu đi học thuận tiện hơn. Đó là kết quả của sự quyết tâm, đồng lòng cao của người dân nơi đây. Họ vươn lên vượt khó, bền bỉ và cứng rắn như chính những cây nghiến cổ thụ trong bản. Trong đó phải kể đến vai trò của người bí thư chi bộ xóm. Ông đã động viên nơi tập hợp bà con đoàn kết để làm nên việc lớn của xóm nhỏ người Dao Rạc Rậy.